Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 vừa qua, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã họp phiên toàn thể để xét xử giám đốc thẩm một số vụ án và thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật theo thẩm quyền. Về công tác xét xử giám đốc thẩm, Hội đồng Thẩm phán đã giải quyết xét xử giám đốc thẩm 4 vụ án hình sự và 2 vụ án hành chính. Trên cơ sở kết quả xét xử, Hội đồng Thẩm phán đã quyết định lựa chọn một quyết định giám đốc thẩm về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để phát triển thành án lệ. Về công tác xây dựng pháp luật, Hội đồng Thẩm phán đã thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết hướng dẫn áp dụng các điều 214, 215 và 216 của Bộ luật hình sự về các tội liên quan đến bảo hiểm để các tòa án áp dụng thống nhất, đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm.